mình làm theo cái ấy thì nếu cái nhân mình tốt thì cái quả sẽ tốt, mình nhân tốt quả tốt, rồi sau này mình được thảnh thơi, sẽ đứng mà cười mỉm cười, không có gì gọi là buồn bã chán nản. À, chứ còn nếu mà người đời đắm mê việc đời thì sau khi ra đi thì sẽ tiếc. Còn người học đạo biết học, biết câu chú về đạo thì ra học sau này từ giả ra đi sẽ cười, không có gì mà buồn bã tiếc nuối hết. Đó là cái lời khích lệ của Ngài cho tất cả người sau cố gắng tu. Như vậy thì tới đây thì kết thúc cái của Ngài Chân Nguyên. À, hôm rồi chúng ta học mấy tháng rồi thì tôi nhắc sơ lại cho tất cả quý vị nhớ. Chúng ta học đây có mấy tác phẩm của Ngài Chân Nguyên. Đầu hết là quyển gì? Thiền Tông Bản Hạnh, phải không? Nguyễn Thiền Tông Bản Hạnh. Thì đây tôi lược sơ cho quý vị thấy cái trọng tâm của Ngài Chân Nguyên, Ngài giảng dạy cho chúng ta. Trước hết thì Ngài lấy cái hình ảnh của các vị thiền sư đại trần. Những vị thiền sư đó là những thiền sư ở trong triều đình là vua. À, các ông vua ở trong triều mà tu thiền, tu theo Phật một cách đắc lực, lấy đó mà nhắc nhở tất cả người sau phải noi theo cái gương tốt đẹp đó. Ở thế gian chúng ta có cái bệnh ai khuyên nó thôi ráng tập tu hành tụng kinh niệm Phật hay là nghe kinh học đạo tọa thiền thì sẽ trả lời sao? Nó tuần bận quá tu không có được, phải không? Nghĩa là khuyên tu thì cứ nói tuần bận quá tu không có được. Thì ở đời trần, vua Trần Thái Tông bận nhiều ít, vua Trần Thánh Tông bận nhiều ít, vua Trần Nhân Tông bận nhiều ít, rồi cho tới các ông vua như vậy, vừa là lo việc nước, vừa là chống ngoại xâm, đủ hết, mà các ngài còn có thì giờ học hỏi kinh điển, có thì giờ tu hành ngộ đạo, thì chúng ta còn lý do gì để mà đổ thừa bận tu không được, phải không? Nếu việc nhà của quý vị nhiều lắm là lo cho 5 người, 10 người, lo 5 người, 10 người bận, còn người ta lo cả nước mà không bận sao? Phải không? Đó. Mà phải chỉ lo cả nước mà nước bình yên, thịnh trị á, thì nói à, tại vì nước bình yên cho nên bá quan lo hết, còn này nước bị ngoại xâm mà một mất một còn hết, cho nên rồi chính ở trong cái hoàn cảnh cay đắng ngặt nghèo đó mà các ngài vẫn làm tròn bổn phận với đời mà lại tu hành đạt đạo, thì cái đó là cái gương phi thường để cho tất cả chúng ta người xuất gia và người tại gia phải học theo. Người tại gia học theo gương của các ngài vì các ngài là cư sĩ, mình là cư sĩ, mà các ngài ở trong cái cảnh hoàn cảnh quá ngặt nghèo, quá bức xúc mà các ngài vẫn tu được, thì mình ở trong cảnh ngặt nghèo lắm không, bức xúc lắm không, mà sao mình tu không được? Đó là một câu hỏi phải đặt ra để rồi mình nghiệm xét coi mình hay hay dở, mình xứng đáng hay chưa xứng đáng. Đó là nói với cư sĩ, còn nói với người xuất gia lại càng ngặt nghèo hơn. Ngài là vua, là cư sĩ, đủ thứ thế gian, nào là vàng bạc của cải, sắc đẹp âm thanh đều đủ hết, không thiếu cái gì, phải không? Đủ thứ như vậy rồi chuyện bận rộn việc nước giặt giả
nó rộng ràng như vậy. Và ngày tu và mổ đạo và mình sống với ngài thì sao? Đối với tất cả những cái gì để làm cho nhiễm mà thì mình không có cơ hội nhiễm, phải không? Mình không có, không có thì tránh cái nhiễm thì ở cái gì? Còn ta có đủ hết mà không nhiễm thì đó mới là cái phi thường. Đó, như vậy thì ở trong cảnh nhiễm mà người ta không nhiễm, trong cảnh rối rắm mà người ta vẫn tự tại. Còn mình ở trong cảnh không nhiễm, trong cảnh không dâm mà mình không tự tại, phải không? Thì sao? Có hổ thẹn không? Chắc là hổ thẹn nhiều lắm, phải không? Chúng ta đã thảnh thơi, không bận rộn, rồi tài sắc danh lợi cũng không có nhiễm, không có dính. Thì như vậy thì quá rảnh rang rồi. Như vậy thì là có người tự tại. Vậy mà ở đây có ai dám nói tôi tự tại không? Dám không? Chưa ai dám hết. Nghĩa là tuy rằng thảnh thơi mà chưa tự tại. Tại sao mà mình không tự tại? Bởi vì tâm nó còn hơi chạy theo, phải không? Nó chạy theo nên nó dính mắt. Tuy ngồi ở trong chùa mà nó cũng còn có những cái gì hơi hám ở ngoài, nó còn lôi cuốn chút ít, vì vậy mà không được tự tại. Do đó mà học qua cái phần mà thiền tâm bản hạnh đó thì chúng ta mới thấy hổ thẹn đối với người xưa. Mình đủ duyên, đủ phước hơn để mà tu, vậy mà còn khó tu thì đó là cái yếu, cái dở của mình. Vì vậy mà phải nỗ lực, phải cố gắng. Đó là tôi nói hình ảnh ở trong cái thiền tâm bản hạnh cho quý vị nhớ. Rồi đến ngộ đạo nhân duyên, đây là chỉ cho cái nhân duyên ngộ đạo. Thì ngài Trân Nguyên, ngài đã chỉ cho chúng ta thấy cái ngộ đạo không phải là cái chuyện khó, không phải cái chuyện tìm kiếm ở đâu đâu, mà ngay như đây, chính là chỗ này chúng ta khéo nhận, khéo mà đi sâu vào thì liền thấy nó, chứ không có xa, không có cách biệt. Như vậy thì chúng ta phải thấy ngay nơi sáu căn của chúng ta, chỗ nào cũng là hiển lộ cái chân thật, chứ không phải tìm kiếm ở nơi nào. Mà nơi đây chúng ta ngộ rồi thì sẽ siêu thoát hơn tất cả cái thế gian, không cái gì bì nữa hết. Đó là cái giá trị của người tu ngộ đạo. Đó. Rồi cuối cùng là cái bản thiền tịch phú này để nhắc chúng ta tiến thêm trên con đường tu, đừng có bị nhiễm những cái gì không đáng nhiễm. Nghĩa là vào đạo thì phải sống với đạo, ở quên thân vì đạo, chứ đừng có bận biểu, đừng có lo lắng những cái việc đời. Kế rồi nữa là phải nhớ, phải tu cho nên xứng đáng, tìm cho thấu đáo cái đạo lý cho tới cội nguồn, chứ không phải tu sơ sài, tu lơ là, mà ngoài đó là cái người chân tu được. Đó là cái ý nghĩa khuyến khích chúng ta trên đường tu nó rõ ràng như vậy. Cho nên học rồi quý vị biết ứng dụng thì sẽ có lợi ích rất lớn trên đường tu. Thì tới đây là coi như xong một cái phần. Thì tới vì sao là học cái quyển Thánh Năm Lục. Chắc là vì sao học tới quyển Thánh Năm Lục. Quyển này thì nói rõ về các ông vua đại trần, nói rõ để cho tất cả chúng ta thấy cái hay của người xưa để chúng ta học theo, chứ không phải là kể công các ông ấy để được chúng ta sau này bắt chước làm vua với tu. Mà phải biết rằng các ông vua ấy nó hay như vậy thì chúng ta bắt chước, chứ đừng có nghĩ chừng nào tôi làm vua tôi mới tu như mấy ông, không phải như vậy. Thôi tới đây hết, tất cả chắp tay hồi hướng.